Johnny Depp từng nói, có cho 300 triệu anh cũng không quay lại đóng cướp biển vùng Caribbean. Thế 301 triệu thì có đóng không? Nếu các bạn theo dõi Phim News đều đặn, bản tin của chúng mình đã dần trở thành nhật báo về Ezra Miller, khi tuần nào cũng có drama mới, hết bạo hành, dụ dỗ, đến thao túng trẻ vị thành niên. Tuần này, chuyện quái gì đang xảy ra với Ezra Miller vậy? Hay đúng hơn là Ezra Miller lại đang làm cái quái gì vậy nhở? Hoàng hậu Cersei của Game of Thrones bị công ty đại diện kiện, đòi 1,5 triệu đô vì nợ tiền hoa hồng đóng phim, trong đó có cả Thor, Love and Thunder. Không có Jaime Lannister nào ứng cứu, cô sẽ xoay sở ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong số Phim News ngày hôm nay. Trước hết, cùng đến với tin đầu tiên xem Johnny Depp nói gì về lời đồn Disney trải thảm tiền mời anh về lại với thương hiệu cướp biển nhé. Đầu tuần qua, truyền thông xôn xao với tin đồn Johnny Depp được trả hơn 300 triệu đô để trở lại với loạt phim cướp biển vùng Caribbean. Phía nam diễn viên đã chính thức bác bỏ tin đồn này. Trước đó, vì cáo buộc bạo hành vợ cũ mà Johnny Depp mất vai trong phần phim cướp biển thứ 6, thậm chí là còn bị cắt đứt với Disney. Sau khi anh chiến thắng tại phiên tòa, dư luận bắt đầu xoay chiều. Người ta bắt đầu bàn tán xem sự nghiệp của Johnny Depp thời gian tới sẽ đi đâu về đâu. Một cựu giám đốc điều hành tại Disney cho rằng, nam diễn viên sẽ sớm được mời trở lại với vai Jack Sparrow. Và một nhân vật được yêu mến và đã ăn sâu vào văn hóa Disney như vậy quả thực là con gà để trứng vàng ngoài phòng vé. Thế nhưng, Johnny Depp có đồng ý tha thứ và lần nữa bắt tay với thương hiệu từng nhanh chóng hất cẳng mình trong cơn hoạn nạn hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong một phiên xét xử, anh tuyên bố rằng dù được trả tới 300 triệu đô thì anh cũng không đóng tiếp. Nếu có thì cũng là để cho nhân vật Jack Sparrow một cái kết trọn vẹn, coi như một lời tạm biệt với franchise. Trả 300 triệu đô thì không quay lại, vậy tin đồn Disney rót thêm hẳn 1 triệu, tức là 301 triệu đô để nam tài tử quay lại, bắt đầu dấy lên. Có nguồn tin tiết lộ, ngoài số tiền trên, nhà chuột còn gửi tặng anh vô số quà nhằm thể hiện thiện chí. Vì mục tiêu sau cùng không chỉ là mời Johnny cho 1-2 bộ phim, mà sẽ là cả một series cướp biển trên Disney Plus. Tuy nhiên, đại diện của Johnny Depp lại đã xác nhận với NBC News rằng tất cả chỉ là bịa đặt. Thời điểm tin đồn vừa xuất hiện, khán giả đã lập tức hoài nghi tính xác thực của nó. Lý do đầu tiên là dựa trên hướng đi của Disney trong 2 phần phim gần nhất, nhân vật của Johnny Depp không có nhiều đất để khai thác. Thứ hai, giá trị hợp đồng ban đầu là 22,5 triệu đô, nên càng khó tin việc Disney chi khoản tiền gấp 10 lần để mời về một nhân vật ít đất phát triển. Ngoài ra, theo tờ People, dù nam tài tử có tiếp tục đóng cướp biển, thì khả năng cao nhân vật Jack Sparrow đóng vai trò trung tâm là rất thấp. Được biết, hãng đang phát triển 2 dự án thuộc franchise này, một trong số đó nhắm Margot Robbie cho vai chính. Giả thuyết được đặt ra ở đây là cô sẽ vào vai con gái của Jack Sparrow và Johnny Depp sẽ trở lại với vai trò cameo để thử nghiệm phản ứng của khán giả trước khi đưa ra quyết định về việc trực tiếp hợp tác lại với nam tài tử trong tương lai. Theo các bạn, những phần cướp biển tiếp theo có nên tiếp tục xoay quanh Jack Sparrow hay đến lúc anh nhường spotlight cho những gương mặt mới rồi? Liệu rằng sau phim thứ 6, Margot Robbie có trở thành nhân vật trung tâm cho cả những phần phim sau của franchise? Hãy để lại quan điểm ở phía bên dưới trong phần bình luận nhé! Tuần trước, Lightyear lọt top 5 bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cả Bắc Mỹ lẫn Việt Nam, nhưng vẫn bị giới mộ điệu đánh giá là không đạt kỳ vọng và có dấu hiệu trở thành bom xịt của Disney. Nhận định ấy liệu có được chứng minh ở bảng xếp hạng tuần này hay Lightyear sẽ lập nên kỳ tích? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Ngồi trên nóng ghế, cựu á quân Lightyear đã tụt dốc không phanh xuống hạng thứ 5 với 18,2 triệu đô tiền bán vé. Ở vị trí thứ 4 là phim kinh dị The Black Phone với Ethan Hawke vào vai chính, gieo rắc nỗi sợ hãi và gặt về 23,6 triệu đô. Jurassic World Dominion sau 2 tuần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng, nay nhận về hạng 3 với 26,7 triệu đô từ các nhà rạp. Hạng 2 đánh dấu cú lộn ngược dòng của Top Gun Maverick khi thu về 29,6 triệu đô. Và ngôi đầu bảng thuộc về bộ phim tiểu sử âm nhạc đáng xem nhất tại rạp thời điểm hiện tại là Elvis, với doanh thu mở màn lên đến 31,2 triệu đô. Tiếp theo, bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt mở ra với một bộ phim kinh dị, đó là Ma Gương 3, kiếm về 2,8 tỷ cùng hạng 5. Thật đáng tiếc là chỉ cần thêm 1 triệu Việt Nam đồng nữa thôi, tác phẩm này đã có thể vượt mặt Lightyear và giành hạng 4. Jurassic World Dominion, dù ở Việt Nam hay Bắc Mỹ, cũng đều có duyên với con số thứ 3. Vừa là thứ hạng, vừa là chỉ số tiền 3 tỷ mà phim mang về. Ngôi á quân thuộc về bộ phim kinh dị The Black Phone với mức doanh thu mở màn là 6,9 tỷ Việt Nam đồng. Truyền thông bất kể tích cực hay tiêu cực cũng đã thành công đóng vai trò đòn bẩy giúp Em và Trịnh kiếm về thêm 9 tỷ và trụ vững vị trí dẫn đầu. Nếu các buổi lễ trao giải có thêm hạng mục Drama King, Drama Queen của năm thì mình nghĩ không ai xứng đáng với danh hiệu này hơn là Ezra Miller, bởi Phim News tuần nào cũng gọi tên anh cho một vụ tố cáo hay kiện tụng nào đó. Mới đây,
Ezra Miller bị cáo buộc giam giữ một gia đình phụ nữ 25 tuổi cùng 3 đứa con của cô tại một trang trại ở Vermont. Đáng nói ở chỗ, trang trại này được xem là thiếu an toàn với trẻ nhỏ vì xung quanh có nhiều vũ khí mà không ai giám sát. Tuy nhiên, cũng giống như vụ việc Dakota Iron Eyes mà chúng mình đã đề cập trong bản tin trước, người trong cuộc lại lên tiếng bênh vực Ezra Miller. Người phụ nữ nói rằng, nam diễn viên đã giúp mẹ con cô thoát khỏi người chồng, người cha vũ phu và tìm được môi trường an toàn cho 3 đứa con của cô. Cô nhận thức được trong nhà có chứa vũ khí nhưng không bận tâm vì cho là chúng chỉ để tự vệ và được cất giữ ở những nơi mà trẻ nhỏ không được vào. Các nhân chứng khác lại không cho là như vậy. Theo trang Rolling Stone, có nguồn tin ẩn danh báo cáo đã nhìn thấy một trong 3 đứa trẻ nhặt viên đạn bỏ vào miệng. Hai nguồn tin khác miêu tả môi trường mà Ezra Miller cùng 4 mẹ con nhà kia đang ở là vô cùng hỗn loạn, với ít nhất 8 món vũ khí và súng các loại rải rác quanh phòng, thậm chí là được đặt ngay cạnh đám thú nhồi bông của lũ trẻ. Không chỉ là kho súng ống đạn dược, khuôn viên đó còn từng chứa một trang trại cần sa tương đối lớn. Bạn thân kiêm tay chân của Ezra Miller từng khoe trên mạng xã hội rằng hai người đang điều hành một công ty cần sa có tên là Rebel Alliance Cannabis và trang trại này có thể chính là nguồn cung. Hai nhân chứng khẳng định rằng nam diễn viên đã từng sử dụng cần sa trước mặt của 3 đứa trẻ. Bố bọn trẻ cũng nắm được tình hình và đã nỗ lực đưa các con đi từ tháng 4 nhưng không thành. Đến giữa tháng 5, sau khi biết thêm rằng Ezra Miller trữ chất kích thích và vũ khí tại nhà, người bố đã liên lạc với bộ gia đình và trẻ em tại Vermont và cảnh sát địa phương để tiến hành điều tra, khám xét. Tuy nhiên, theo như tin nhắn được công bố giữa cha bọn trẻ và một nhân viên xã hội, người nhân viên đã tới kiểm tra vào ngày 16 tháng 5 vừa qua và báo lại rằng bọn trẻ trông có vẻ ổn. Vụ việc cũng tạm khép lại tại đây. Trong khi người ta gặp khủng hoảng truyền thông, hoặc sẽ lặn khỏi mạng xã hội hoặc lên tiếng xin lỗi, phân trần, thì Ezra Miller lại đăng story thách thức chính quyền, rồi còn vi phạm những tội nặng hơn. Mỗi tuần một drama mới thế này, Warner Bros. Với DC sẽ xử trí ra sao với The Flash nhỉ? Không biết rằng họ có thể chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn hay không? Thôi thì trước đó, Warner Bros. Cũng có thể tập trung vào hai bom tấn tiềm năng khác trong tương lai là Dune Part 2 và phần tiếp theo của Godzilla vs. Kong mà tạm quên đi mớ hỗn độn với Ezra Miller. Warner Bros. Cập nhật lịch phát hành Dune 2 và phần Godzilla vs. Kong kế tiếp. Thứ năm tuần vừa qua, Warner Bros. Thông báo rời lịch phát hành của Dune phần 2 từ 20 tháng 10 năm 2023 sang 17 tháng 11 cùng năm. Với lịch chiếu mới công bố, phim sẽ ra mắt cùng lượt với tiền truyện The Hunger Games có tựa The Ballad of Songbirds and Snakes của Lionsgate và Trolls 3 của Universal. Hãng đồng thời ấn định ngày phát hành cho những phần phim tiếp theo thuộc vũ trụ quái vật Godzilla vào ngày 13 tháng 5 tới. Cả hai đều là những bom tấn phòng vé đầy tiềm năng khi lần lượt kiếm về cho hãng 400 và 474 triệu đô doanh thu, một con số ấn tượng trong mùa dịch. James Bond cần ít nhất 2 năm để trở lại. Theo tin độc quyền từ Deadline, nhà sản xuất Barbara Broccoli của James Bond tiết lộ phải ít nhất 2 năm nữa phần 007 tiếp theo mới sẵn sàng để bấm máy. Thậm chí, quá trình tìm James Bond kế nhiệm Daniel Craig còn chưa bắt đầu. Đây là một việc không hề dễ dàng bởi nó sẽ mang lại một định nghĩa hoàn toàn mới về Bond. Hiện tại, những gương mặt trong danh sách rút gọn cho vị trí kế nhiệm gồm Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill và Jacob Elordi. Trong khi chàng Jon Snow Kit Harington thành công gia nhập MCU với Eternals và sắp tới là Black Knight, hoàng hậu Cersei Lena Headey lại không may mắn đến như vậy. Nữ diễn viên vừa bị cắt hết cảnh trong Thor: Love and Thunder vừa phải đối mặt với vụ kiện triệu đô. Tuần qua, ngôi sao Game of Thrones Lena Headey đã bị công ty đại diện cũ kiện, đòi bồi thường 1,5 triệu đô vì nợ tiền hoa hồng từ các dự án phim, bao gồm Thor: Love and Thunder. Được biết, Lena Headey theo chân người đại diện cá nhân là Michael Duff gia nhập Troika tại Anh từ 2005. Công ty này cho hay, từ đó đến nay, nữ diễn viên chưa thanh toán khoản tiền hoa hồng gồm 300.000 đô từ Nine Bullets, 650.000 đô từ series Frida và gần đây nhất là tối thiểu 700.000 đô từ Thor: Love and Thunder, tương đương 7% thù lao cô nhận được từ việc tham gia dự án. Ngoài khoản tiền hoa hồng kể trên, công ty này còn yêu cầu Lena thanh toán các khoản chi phí pháp lý, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kèm theo lãi suất. Phía nữ diễn viên thì cho rằng những yêu cầu trên là bất hợp lý. Trên thực tế, cô chưa từng ký hợp đồng với Troika hay Michael Duff và cả hai bên chỉ duy trì quan hệ hợp tác bằng lời khi cô theo Duff rời công ty cũ sang Troika. Thêm vào đó, hồ sơ kháng án của Lena chỉ ra rằng Troika không phải công ty đại diện duy nhất của cô, mà cô còn hợp tác với công ty đại diện CAA tại Mỹ. Còn về các khoản hoa hồng, nữ diễn viên cho hay, Troika không có phần trong Thor: Love and Thunder vì đạo diễn Taika Waititi đã liên hệ trực tiếp với cô thay vì qua đại diện. Đó là còn chưa kể đến việc Variety xác nhận Lena không hề xuất hiện trong bản cắt cuối cùng của tác phẩm này. Cơ hội tham gia Thor 4 hay Nine Bullets của Lena đều không phải do Troika hay Duff thương lượng mà có.
Còn với Rida, nữ diễn viên nói rằng cô chỉ nhận được khoản thù lao 325 triệu đô cho tập thử nghiệm, mà Choika đã được trả 22.750 đô trong số đó rồi. Nguyên do vì sao vai diễn của Lena Headey bị cắt khỏi Thor: Love and Thunder hiện vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng cô cũng không phải trường hợp duy nhất bị cắt cảnh khỏi dự án này trong giai đoạn hậu kỳ. Trước đó, nam tài tử Christian Bale hé lộ rằng anh đã quay một cảnh với vua lùn Eitree của Peter Dinklage, một cảnh với Grandmaster của Jeff Goldblum, nhưng cả hai đều đã bị cắt. Hay thậm chí, một phân cảnh của kẻ sát thần Gore the God Butcher do chính Christian Bale đảm nhận cũng bị xóa khỏi thực tại vì quá cực đoan. Bảo cắt là vậy thôi, biết đâu đây cũng chỉ là một quân bài của Marvel để vài tháng nữa tung bản mở rộng ra rạp giống nước đi vừa rồi của hãng với No Way Home. Cảnh không nương tay là vậy, nhưng may mắn thay, Marvel vẫn giữ cặp đào full không che của Chris Hemsworth theo đúng nguyện vọng của anh. Và chỉ ngay tuần tới thôi là chúng ta đã có cơ hội ngắm cặp đào ấy trên màn ảnh rộng rồi. Lời dẫn được viết bởi một bạn nữ các bạn nha. Thor trở thành một trong những siêu anh hùng nhọ nhất MCU khi vừa mất gia đình, vừa mất cây búa Mjolnir biểu tượng, lại mất cả thần dân và Asgard. Quan trọng nhất, những mất mát ấy đã khiến anh mất đi ý chí và ngay chính bản thân mình. Thứ mà vũ trụ đền bù cho anh là những người đồng đội Asgardians of the Galaxy, và đúng như tên gọi Love and Thunder, đó còn là sự trở lại của cô người yêu cũ Jane Foster. Người ta thường nói rằng, những người yêu nhau sẽ càng ngày càng giống nhau. Nhưng mà chắc không phải là nói đến quyền năng điều khiển mưa rông sấm chớp cùng cây búa Mjolnir đâu nhỉ. Thor và Jane liệu có nối lại tình xưa? Sánh vai cùng Jane và đội vệ binh Ngân Hà, chàng thần sấm liệu có phải đối thủ của Gore the God Butcher, kẻ sát thần khét tiếng? Những câu hỏi này chúng mình để các bạn tự trải nghiệm và giải đáp nhé. Thor Love and Thunder sẽ chính thức đổ bộ các rạp vào ngày 8 tháng 7 sắp tới, mà sức hút khủng khiếp của phim Marvel thì các bạn cũng biết rồi đấy, nên là nhanh tay đặt vé từ bây giờ thôi. Và hãy nhớ đón xem các video về tác phẩm này của phim trên sóng thời gian tới. Anh chàng thần sấm và cây búa Jonathan đã khép lại bản tin phim news của tuần này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.